Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ, gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải tới quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thiêu nhà công an để trả thù. Trần Công Xuân, tức Chín Xuân, sinh năm 1969, ngụ khu vực Thới Thạnh 2, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, là kẻ chủ mưu chỉ đạo đàn em đốt nhà thiếu tá Hồ Đình Huyên, đội trưởng đội cảnh sát hình sự công an quận Thốt Nốt. Ngày 29 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ phối hợp cùng các đơn vị liên quan mở rộng điều tra vụ việc. Trước đó vào ngày 30 tháng 9 năm 2020, nhà của thiếu tá Hồ Đình Huyên tại phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt bị phóng hỏa. Được phát hiện kịp thời nên đám cháy được dập tắt sau đó, không gây thiệt hại về người. Cơ quan điều tra xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc công an quận Thốt Nốt cũng như thiếu tá Hồ Đình Huyên quyết liệt đấu tranh phòng chống tội phạm, khiến các đối tượng hoạt động phi pháp không thể làm ăn bất chính nên chúng tìm cách trả thù. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ đã quyết định khởi tố vụ án để tiến hành điều tra truy tìm hung thủ. Ngày 14 tháng 3, cơ quan điều tra bắt tạm giam bị can Hồ Thanh Hải, sinh năm 1988, trú tại phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt; Nguyễn Quốc Tài Nguyên, sinh năm 2000, trú tại phường Thuận An, quận Thốt Nốt, nguyên đang chấp hành án tù do liên quan đến một vụ án khác về tội cố ý gây thương tích. Theo lời khai của Hải và Nguyên, chúng đã đổ xăng đốt nhà thiếu tá Hồ Đình Huyên theo chỉ đạo của Chín Xuân. Về nguyên nhân, trước đó T là đàn em của Chín Xuân đến nhậu tại một quán ở quận Thốt Nốt. Trong lúc nhậu, giữa T và một thanh niên trong quán xảy ra mâu thuẫn. T lấy ly uống bia táng vào mặt người thanh niên này, gây thương tích 27%. Sau khi biết sự việc, Chín Xuân liền ra mặt, huy động đàn em đến nhà nạn nhân xin lỗi và bồi thường tiền thuốc cùng lời hăm dọa nhằm buộc nạn nhân rút đơn đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với T. Do lo sợ nên nạn nhân đồng ý rút đơn. Tuy nhiên, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Thốt Nốt cho rằng với thương tích giám định đến 27% và hành vi táng ly bia vào mặt nạn nhân là hành vi côn đồ nên đã khởi tố bắt giam T. Từ đó, Chín Xuân cho rằng công an quận Thốt Nốt đã xử ép đàn em của mình, mà người chỉ huy trực tiếp là thiếu tá Hồ Đình Huyên, đội trưởng đội cảnh sát hình sự công an quận Thốt Nốt. Từ những chứng cứ thu thập được, ngày 26 tháng 3, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, giám đốc công an thành phố Cần Thơ, trực tiếp chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự phối hợp với cục cảnh sát hình sự Bộ Công an cùng các đơn vị nghiệp vụ thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở đối với Trần Công Xuân, tức Chín Xuân. Khám xét nơi ở của Chín Xuân, cơ quan công an đã thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm và tài liệu quan trọng có liên quan đến vụ án. Trong vụ việc này, Chín Xuân là đối tượng cơ bạc, lưu manh tại địa phương. Để phục vụ thú vui của mình, Chín Xuân huy động các đối tượng làm nghề bốc vác tại địa phương và những tỉnh thành lân cận, thành lập nên hội bốc vác có trụ sở tại quận Thốt Nốt. Với bản tính côn đồ, hội bốc vác do Chín Xuân quản lý đã dùng nhiều cách ép buộc hầu hết nhà máy chế biến lúa gạo trên địa bàn quận Thốt Nốt phải ký hợp đồng với mình. Sau khi có hợp đồng bốc vác, Chín Xuân khoán lại cho đàn em để hưởng chênh lệch. Sáng ngày 12 tháng 1 năm 2020, Tòa án Nhân dân quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ mở phiên xử sơ thẩm nhóm 5 bị cáo trong vụ phóng hỏa, thiêu nhà đội trưởng cảnh sát hình sự quận Thốt Nốt. Rất đông cảnh sát được huy động để làm nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa. Theo cáo trạng, 4 bị cáo Nguyên, Hải, Tú và Tới đều làm thuê cho gia đình Xuân ở phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, với công việc chủ yếu là nuôi gà đá cho Xuân. Ngày 26 tháng 6 năm 2020, tại một quán nhậu trên địa bàn quận Thốt Nốt, Nguyên xảy ra mâu thuẫn với một thanh niên 25 tuổi và dùng ly bia táng vào đầu người này, gây thương tích 27%. Nguyên nhờ vợ của Xuân đi thương lượng bồi thường 10 triệu đồng nên nạn nhân làm đơn bãi nại và không yêu cầu khởi tố hình sự. Tuy nhiên, do kết quả giám định thương tích của nạn nhân lên đến 27% nên công an quận Thốt Nốt đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyên. Vụ án được giao cho đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội do thiếu tá Hồ Đình Huyên, đội trưởng, thụ lý. Sau khi nhận kết luận điều tra, Nguyên về nói cho Xuân nghe. Xuân nói vụ của mày là do thằng Huyên hại, mày muốn xiên hay thiêu nhà nó là tùy mày. Nguyên quyết định chọn cách thiêu nhà thiếu tá Huyên. Đến ngày 20 tháng 9 năm 2020, trong bữa cơm, Xuân tiếp tục nhắc lại chuyện này, bảo Nguyên có đi thì rủ thằng Tú đi chung, tuy nhiên sợ vi phạm pháp luật, Tú xin không tham gia. Nguyên gặp Hải ở Chợ Gà, rủ cùng đi thiêu nhà đội trưởng hình sự để trả thù, rồi lấy 10 lít xăng mang về cất giấu. Rạng sáng ngày 30 tháng 9 năm 2020, Nguyên mua xăng rồi cùng Hải điều khiển xe đến nhà thiếu tá Huyên ở phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt. Lúc này Hải leo hàng rào vào sân, Nguyên chuyên can xăng cho Hải đổ chỗ cửa chính. Chờ xăng chảy vào trong, Hải phóng hỏa rồi cùng đồng phạm rời hiện trường. Lửa bùng cháy dữ dội, thiếu tá Huyên cùng vợ đang mang thai và con gái 3 tuổi. May mắn thoát ra kịp thời và chi hô người dân đến ứng cứu. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng làm nhiều tài sản của gia đình ông Huyên bị thiêu rụi, thiệt hại hơn 24 triệu đồng. Sau khi gây án, Hải và Nguyên đem xe máy đi giấu, rồi nhờ Tới chở đến nhà Xuân. Sợ bị công an phát hiện, Nguyên và Hải đi gặp Tú để bàn việc đem xe đi đục, xóa số khung, số máy, tháo biển kiểm soát và tìm chỗ cất xe dùm. Khoảng 2 tháng sau, Nguyên kêu Tú giao xe lại cho Nguyên để đưa cho người bạn tên Phong đi thực hiện hành vi gây thương tích cho người khác, và hiện chiếc xe đang bị tạm giữ ở vụ án liên quan. Ngày 14 tháng 3 năm 2021, công an bắt tạm giam Hải, còn Nguyên đã đi chấp hành án 4 năm 3 tháng tù về tội cố ý gây thương tích trước đó. Đến tối ngày 26 tháng 3 năm 2021, Công an thành phố Cần Thơ phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự C02 Bộ Công an huy động hơn 100 chiến sĩ bắt Xuân. 3 tháng sau, Tú cũng bị bắt. Hành vi nguy hiểm cho xã hội. Cáo trạng cáo buộc bị cáo Nguyễn Quốc Tài Nguyên và Hồ Thanh Hải là người trực tiếp sử dụng xăng thiêu nhà ông Huyên, hủy hoại một phần căn nhà, thiệt hại hơn 24 triệu đồng. Xuân vì muốn thể hiện bản thân đã có hành vi kích động, gợi ý, sắp đặt và xúi dục để Nguyên, Hải thực hiện hành vi phạm tội. Hành vi của các bị cáo Nguyên, Hải, Xuân là rất nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của công dân, được pháp luật bảo vệ, gây hoang mang, mất an ninh trật tự tại địa phương. Còn Tú có hành vi sử dụng máy mài, đục để xóa dấu vết là số khung, số máy, chiếc xe mô tô, biển kiểm soát là phương tiện mà Nguyên và Hải đã sử dụng, thực hiện hành vi phạm tội nhằm giúp cho Nguyên và Hải che giấu tội phạm. Riêng Tới biết rõ bị can Xuân xúi dục để Nguyên và Hải thiêu nhà của ông Huyên nhưng lại không tố giác, cố tình lẩn tránh cơ quan chức năng. Hành vi của Tú và Tới là nguy hiểm cho xã hội, xâm hại đến hoạt động tư pháp, ảnh hưởng đến quá trình giải quyết vụ án. Tuy nhiên, quá trình điều tra và tại tòa, bị cáo Xuân không thừa nhận hành vi phản đối cáo trạng. Chiều ngày 12 tháng 1 năm 2020, Tòa án Nhân dân quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ tuyên phạt bị cáo Trần Công Xuân, 53 tuổi, còn gọi là 9 Xuân, 3 năm 6 tháng tù; Nguyễn Quốc Tài Nguyên, 22 tuổi, 4 năm 3 tháng tù; Hồ Thanh Hải, 34 tuổi, 3 năm 9 tháng tù cùng với tội hủy hoại tài sản. Bị cáo Trịnh Thanh Tú, 31 tuổi, bị phạt 9 tháng tù về tội che giấu tội phạm; Nguyễn Minh Tới, 40 tuổi, 6 tháng tù về tội không tố giác tội phạm. Riêng bị cáo Nguyên trước đó đã bị tuyên phạt 4 năm 3 tháng tù về tội cố ý gây thương tích, nên tổng hợp hình phạt là 8 năm 6 tháng. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Hồ sơ vụ án trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.